Tàu FC Sắc nhận chiêu mộ thành công tiền vệ Chắc L. Sboli và điều này sẽ khiến cơ hội đá chính của Quang Hải trở nên khó khăn hơn trước. Tối mùng 3 tháng 8, giờ Việt Nam, Tàu FC thông báo trên trang chủ chiêu mộ thành công tiền vệ Chắc L. Sboli, cầu thủ sinh năm 1998 thuộc biên chế câu lạc bộ Lens nhưng thi đấu dưới dạng cho mượn ở hai mùa giải trước tại Vicenza và Paris FC. Tàu FC xác nhận Sboli ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm nhưng mức phí không được tiết lộ. Cầu thủ này sẽ khoác áo số 23 tại đội bóng mới. Theo Transfermarkt, Sboli có thể chơi được nhiều vị trí ở hàng tiền vệ như lệch trái, tiền vệ trung tâm và lệch phải. Sự xuất hiện của Sboli nhằm tăng cường cho tuyến giữa của Pau FC sẽ khiến Quang Hải khó cửa đá chính khi có thêm đối thủ cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát. Trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, Pau FC mang về 13 tân binh. Ngoài Quang Hải, câu lạc bộ đang chơi ở Ligue 2 chào đón thêm Henry Saivet, Monsba Soumbina, FDC Veche, Zinhut, Zira Ezina Azi, Wally Zani, Maison Jogger, Cecilia Almeida, Quentin Canvet Ziaza, Mary Earthrod và Nessou. Ở chiều ngược lại, họ cũng chia tay 13 cầu thủ cùng Kenji Van Bauto, Fazit N. Melali, Mahamadou Dembele, Zachary Anaizi, Dennis Wipor-Hazarek Kasa, Roman Aman, Victor Lozzi, Quentin Zobin, Benjamin Bertrand, Samuel Oesenze, Stephen Paddick và Ebenezer Asipho. Vào cuối tuần này, Pau FC sẽ tiếp đón đối thủ Dijon, 0 giờ ngày 7 tháng 8 trên sân Stade Zuhameau thay cho sân nhà quen thuộc là Tekem. Stade Zuhameau có sức chứa hơn 18.000 chỗ ngồi. Đây là nơi tổ chức nhiều hoạt động thể thao của ở thành phố Pau, được xây dựng vào năm 1948 và dùng làm sân nhà cho đội bóng bầu dục Jackson Paloise. Câu lạc bộ Pau từng thuê sân này thi đấu từ năm 1991 khi đội bóng bầu dục gặp vấn đề. Mãi đến năm 2018, Pau FC mới có sân vận động riêng cho mình là Tekem nhưng có sức chứa khiêm tốn hơn 4.000 chỗ ngồi. Pau FC đặt mục tiêu giành chiến thắng hoặc ít nhất có điểm trước Dijon để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Didier Thorlat được dự báo sẽ phải trải qua một trận đấu khó khăn khi Dijon vừa gây sốc ở vòng 1 Ligue 2 với việc đánh bại đội bóng có đẳng cấp cao hơn là Saint-Étienne với tỷ số 2-1.